thế mình bắt đầu mình vào chiếu bài tập nhá. Mình chiếu bài tập thôi, không đợi các bạn nữa. Câu số 1. Nhờ các em comment đáp án nhá. Mình sẽ chữa thử chất ion kim loại có tính oxy hóa mạnh nhất trong dãy. Oxy hóa mạnh nhất thì nó phải là gì? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hoặc cửa hàng A phi Âu. Vậy thì oxy hóa mạnh nhất là thằng bạn. Cho các dãy oxit sau, số oxit lượng tính này. Thì ở cái câu này là đề bài. Đúng rồi, thầy sẽ áp trước một ngày nhá. Đúng, chính xác. Mua thì là 100 cộng với tiền ship. Thầy không biết là ship bao nhiêu, bọn em ở xa lắm thì không biết. Các oxit sau, số oxit lượng tính thì câu này chắc chắn là đề sai. Sai đề, đúng không? MgO không phải lượng tính, FeO không phải lượng tính, CrO3 không phải lượng tính, Cr2O7 không phải lượng tính, nhưng là không. E không. Câu số 3. Sao hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol? Xà phòng hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol? Thế thì viết nhé. Metinacetat này là CH3 COO CH3. Xà phòng hóa là cộng NaOH thì tạo thành CH3 CONa cộng CH3OH. Được chưa? Thì glycerol phải là anh C3H5OH3 lần cơ, nên đây không phải loại A. Benzinacetat, benzinacetat là anh nào? Là anh CH3 COO CH2 C6H5 và cộng NaOH thì thu được CH3 COONa cộng với lại C6H5 CH2OH. Được chưa? Đúng rồi, câu 2 không có chất à? Tristerine là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5 cộng NaOH thì tạo thành C17H35 COONa cộng với lại C3H5OH3 lần. Được chưa? Vậy thì thằng này tạo thành glycerol này. Vậy đáp án đúng, mình là đáp án C3-sterine. Tốt. Câu số 4. Để thu được kim loại đồng từ dung dịch COS4 theo phương pháp thủy luyện có thể dùng kim loại nào sau đây? Để thu được kim loại đồng nhé, từ COS4 theo phương pháp thủy luyện có thể dùng kim loại nào sau đây? Thế thì theo phương pháp thủy luyện thì phương pháp thủy luyện tương ứng với việc là kim loại mạnh để kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Kim loại mạnh để kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Trừ các kim loại tác dụng với nước. Natri tác dụng với nước, canxi tác dụng với nước. Về kim loại mạnh đẩy kim loại yếu thì bạc không thể đẩy được đồng. Đáp án đúng là đáp án B, sắt. Được chưa? Chính xác các bạn ạ. Câu số 5. Phát biểu nào sau đây là sai? Glycin, alanin là các alpha aminoxit, cái này đúng. Granin acetat có mùi hoa hồng, cái này cũng đúng luôn. Nilon 6,6 và tin nitron đều là protein. Các em lưu ý, protein là các hợp chất hữu cơ mà được tạo bởi từ chuỗi các polypeptide. Mà polypeptide là các anh mà được tạo bởi từ các gì? Gốc alpha amino acid. Nilon 6,6 và nitron không phải là alpha amino acid. Vứt. Glucose là hợp chất hữu cơ tạp chức, chính xác. Tại sao tạp chức lại chính xác? Bởi vì nó có cùng nhóm OH và nhóm CH2O. Vậy thì sai là C. Được chưa các bạn? Tiếp tục nha. Câu số 6. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế Z. Mờ quá. Nét căng. Các em thấy có mờ không? Thầy thấy nét căng luôn. Mà sao em lại bị thấy mờ? Hôm nay mình chữa full nhá. Cảnh cũng thấy mờ á? Thầy xem một máy khác nét căng này. Máy này có thấy nét không? Hay do mạng của bọn em ấy? Câu tiếp theo nhá. Câu số 6. Hình vẽ sau mô tả không mờ này, cao ngạo không mờ này. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế Z. Em chú ý nhé, khí Z này điều chế được bằng phương pháp đẩy nước này. Em nhìn thấy rồi, đẩy nước này. Phương pháp đẩy nước. Nhìn thấy không? Phương pháp đẩy nước. Vậy thì chứng tỏ là Z này phải không tan trong nước. Z mà không tan trong nước. À mới vô lên vậy. Ok, thế đợi một lúc là nó nét nhá. Trần Vi nhá, Hiền nhá. Nét ok đấy, Trúc Thanh nét này. NH3 tan trong nước nên loại đáp án A. Được chưa? Clo tan trong nước nên là loại D. H2 tan trong nước nên là loại C. Đáp án đúng đáp án B. Nét ok, cảm ơn Trúc Thanh. Hello. Đấy. Các bạn cứ chăm học này là thầy rất quý. Tiếp tục.
Sang câu số 7. Chất có phản ứng màu. Đúng rồi, B. Chính xác Trúc Thanh ạ. B. Bởi vì hydro không tan trong nước nha, nên thu bằng phương pháp đẩy nước. Câu số 7. Chất có phản ứng màu biore. Biore. Chất béo không? Tinh bột không? Xác cũng không. Vậy chỉ có thể là protein. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 8. Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho? Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho? Đường nho thì mình có là bọn nào nhỉ? Tinh bột không, xác không, xác là đường mía. Glu là đường nho, fruit là mật ong. Vậy đáp án đúng đáp án C. Câu số 9, thủy phân STX trong môi trường axit thu được anhydride, công thức của X là. Hôm nay thì chữa nhanh nhanh. Để mà thầy còn chữa full đây. Được chưa? Công thức của X là. Công thức của X là gì? Thế thì để thu được anhydride nhé. Thì anh này không thu được anhydride này, anh này thu được CH3OH vứt. Anh này không thu được, anh này thu được CH2CH, CH2OH vứt. Anh này thu được CH3OH vứt. Anh này thu được gì? CH3CONa. À sorry, CH3COH cộng với anhydride này. CH2CH3CHO. Thế các em chú ý nhá. OH đính vào carbon chứa nối đôi. OH này. O này, tách ra có H. Đính vào carbon chứa nối đôi thì nó lại thu được anhydride hoặc cetone. Đáp án đúng đáp án D, Hoàng Lê đúng. Chính xác cao nào, đúng đấy. Nhớ là tối thứ hai mình lại thi thử nhá, ở bên ngoài nhá. Câu số 10. Este nào sau đây có công thức phân tử là C4H8O2? Thế thì chỉ có thể là etin acetat, bởi vì nó là gì nhỉ? CH3COO C2H5 etin acetat C4H8O2. Được chưa? Đáp án đúng mình là đáp án D. Câu số 11. Phát biểu nào sau đây là sai? Lưu ý nhá, phát biểu sau đây là sai. Hợp kim liti nhôm siêu nhẹ được dùng trong kỹ thuật hàng không. Đúng. Sắt có trong hemoglobin của máu. Chính xác, bởi vì thế nó làm cho máu có màu đỏ. Phèn chua được dùng để làm trong nước độc. Đục, đúng. Trong tự nhiên các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. Sai. Kim loại kiềm nó hoạt động mạnh thì nó phải tồn tại ở dạng hợp chất. Vậy sai là gì? Được chưa? Câu 12. Các em làm hết đề này chưa đây? Em làm hết đề này chưa? Đề này dễ cực. PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, dẫn nước, vải che mưa. PVC được tổng hợp trực tiếp từ monomer nào sau đây? Thì PVC được tổng hợp, PVC được viết tắt của polyvinyl chlorua. Đúng chưa? Polyvinyl chlorua. Chính vậy nên PVC được viết tắt là của thằng vinyl chlorua. Đáp án đúng đáp án A. Đúng không? Mình tiếp sang câu tiếp theo, câu số 13 nào. 13. 13. Đấy, thầy sẽ cố gắng dạy để cho các em không bị tránh bị mệt mỏi nhiều. À, 15g glycin. Thế thì gly này. Glycin phân tử khối bằng 75. Vậy 15 thì ta tìm được số mol, nó bằng 15 chia cho 75 thì bằng 0,2 mol. Vào 300ml dung dịch HCl. Được chưa? Thu được dung dịch X. Vậy dung dịch thì coi như là gồm gly và HCl được không? Cho này tác dụng vừa đủ với KH. Số mol KH bằng 2 nhân với lại 0,25. 2 nhân 0,25 thì bằng 0,5. Mình lưu ý là glycine là 0,2 rồi. Ăn với KH thì là nhóm COH. Glycine đã có một nhóm COH. Được chưa? Vậy thì 0,5 trừ 0,2 thì số mol HCl bằng 0,3. Được chưa? Cocati thì thu được mg chất rắn khan. Mình lưu ý nhá. Thu được mg chất rắn khan này thì glycine này có một nhóm COH này, thì có phải là nhóm COH này tác dụng với KH không? Thì H để ra đi, kali chui vào, đúng không? Vậy có phải thầy tạo thành gly. H ra đi, vậy trừ đi 1H. K chui vào là cộng với lại 1K. HCl cộng với KOH thì vẫn tạo thành KCl rồi. Vậy đến đây thì có bảo toàn gly anh này bằng 0,2. Được chưa? Bảo toàn CL thì anh này cũng bằng 0,3. Vậy đến đây bấm máy tính đã được khối lượng. Bấm nước thầy ra còn khối lượng bao nhiêu? Bấm máy tính giúp thầy xem khối lượng bằng bao nhiêu nào. Nhìn thấy bấm ta. Gly chúng ta bằng 75 này. 75 trừ 1 cộng 39
nhân 0,2 cộng 0,3 nhân 39 cộng 35,5 44,95. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. À, tốt, Trần Vy. Nhưng các em nhớ cái phương pháp của thầy nhé, thì đi thi nó mới đạt hiệu quả cao nhất được. Phải làm chuẩn phương pháp. Câu tiếp theo, câu số 14. Câu số 14. Cho 0,15 mol axit glutamic, axit glu 0,15 mol vào. Ok, thank you Trúc Thanh. HCl. Số mol HCl bằng 2 nhân 0,17 0,175. 2 nhân 0,175 bằng 0,35. Bằng 0,35. Thu được dung dịch X, vậy đây là dung dịch X rồi. Cho NaOH dư. Yêu cầu bắt tính số mol NaOH tham gia phản ứng. Thế mình có này. 1 HCl ăn 1 NaOH, tỷ lệ 1:1 rồi. Vậy thì sẽ có 0,35 mol HCl ăn 1 NaOH này. Glu. Glu thì là nhóm COH, mình cần tìm trong glu của mình nhóm COH, thì mình cần nhớ là trong glu của chúng ta có hai nhóm COH. Vậy là số mol nhóm COH trong glu là bằng 0,15 nhân 2. Vậy nó bằng là 0,3 cộng 0,35 bằng 0,65. Vậy đáp án đúng đáp án C. Hiểu chưa? Đậu đại học bây giờ mới vào học. Hơi muộn đấy. Không sao, vẫn kịp. Câu 15. Câu 15. Chất X bằng 60. 60 có nhiều công thức lắm đúng không? Nhưng chúng ta lưu ý này, tác dụng đối với natri chứng tỏ có nhóm OH. Tác dụng với NaOH và NaHCO3 chứng tỏ có nhóm COH. Vậy thằng này có nhóm COOH. 60 mà trừ đi cụm này bằng 45 thì chỉ còn có thể là CH3COH thôi. Vậy CH3COH thì chỉ có thể là axit acetic A nhá. 15A, axit acetic cả nhà nhá. Câu 14 nhiều đứa bị nhầm đấy. Được chưa? Tí nữa nếu mà một giờ mới đi học này á, ok không sao. Nhớ xem lại cái đoạn đầu là được. Câu 16. Polymer thiên nhân X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh ở nhiệt độ thường. Polymer thiên nhân X được tạo ra quá trình quang hợp của cây xanh thì nhiều bạn nhầm tinh bột với cellulose, nhiều bạn chọn cellulose rồi chết. Lưu ý là nhiệt độ thường X tạo với dung dịch iốt hợp chất màu xanh tím thì chỉ có thằng nào thôi. Tinh bột. Hôm nọ có một anh chị 13 bảo có thể là cellulose. Thầy giải thích mãi vẫn không tin. Ok. Câu 17. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ monomer thành phân tử lớn polymer, đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác, thí dụ như nước, được gọi là phản ứng gì? Trùng. Trùng gì nhỉ? Trùng hưng. Với giải phóng những phân tử nhỏ khác thì nó phải là trùng hưng. Thấy chưa? Phổ hợp bây giờ mới vào học này. Câu 18. Hôm nay thầy chữa phun nhé. Hôm nay thầy giải phun này. Thí nghiệm là sau đây không xảy ra phản ứng này. Bạc cái cắt không để ăn HCl được. Được chưa? Vậy đáp án không phải là ứng là A. Phải học đi phù hợp ạ. À. Không là tạch đấy. Sắt vào sắt 3 có phản ứng. Kẽm đẩy đồng có. Đồng nó dùng H2O3 có. Được chưa? Thầy ưu tiên cái việc mà giải nhanh. Thầy chữa chúng ta các cách giải cực kỳ nhanh. Câu 19. Ừ chắc chắn thầy không xóa đâu. Câu 19 trong nhóm là sao mà xóa được. Cho 2 gam hỗn hợp X gồm metinamin, dimetinamin. Hả? Phản ứng vừa đủ với 0,5 mol HCl. Thu được muối. Thế thì chúng ta nhìn này. 2 gam hỗn hợp X của thầy là gồm metinamin là CH3NH2, dimetinamin là CH3NH CH3, 2 gam. Phản ứng vừa đủ với HCl. Số mol HCl bằng 0,05. Thu được muối. Vậy đây thì sử dụng bảo toàn khối lượng. Thầy có nhé, 2 gam này cộng với lại khối lượng HCl là 0,05 này nhân 36,5 này bằng m muối. Vậy có phải thầy tìm được m muối không? Bằng 2 cộng với 0,05 nhân 36,5 bằng 3,825. Đáp án đúng đáp án B. Ok chưa? Dễ không? Câu 20. 20 nhá. Amino acid X trong phân tử có một nhóm N2, một nhóm COH. Cho 26,7 gram X và nếu dung dịch HCl thu được 37,65 gram muối. Công thức của X là thế thì
amino axit tích trong phân tử một nhóm đó là một nhóm COH này, R COH H2N này. 26,7 gam X phản ứng với HCl thu được muối là 37,65 bằng cộng MHCl. Vậy là mình tìm được M. 37,65 trừ đi 26,7 bằng 0,95. 0,95 mà chia cho 36,5 thì ra được số mỡ lẻ 26,7 37,65. Số mol của HCl 37,65 trừ đi 26,7 chia cho 36,5, vừa nãy thì bấm nhầm 0,3. Số mol HCl bằng 0,3. 5 điểm nhẹ, chính xác. Và chắc chắn là đề của em cũng sẽ vậy thôi, đề thi của em cũng vậy thôi. Mình có này. Số mol HCl bằng 0,3, trong đây có một nhóm là RH2. Nên này bằng 0,3. Vậy nên thì tìm được phân tử khối RCOH H2N bằng 26,7 chia 0,3 bằng 89. 89 thì suy ra được R bằng 28. Đúng chưa? R bằng 28 thì chia cho 2 thì gần bằng, chia cho 14 thì gần bằng 2 thì bằng 2. Vậy chứng tỏ nó là C2H4COOH H2N. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok. Đấy, 5 điểm xong. Sang câu 21. 21. Ở nhiệt độ cao, khí hydro khử được oxit nào sau đây? Thế thì mình lưu ý này. À, khí hydro khử được oxit nào sau đây? À, cao quang hảo không phải ala đâu, nó là đồng phân của ala thôi. Bởi vì ala là NH2 và CH cùng đính một nhóm CHO và cùng đính một thằng carbon. Đây là hai thằng này tính hai đầu khác nhau. Nhá, nên là nó là đồng phân của ala thôi. Hảo nói gần đúng. Cẩn thận ông bị lừa. Ở nhiệt độ cao khi hydro khử được oxit nào sau đây? Chia 14 chứ không phải chia 4 nhá. Là cao à, Hoàng Lệ chia 14. Đây là cái thủ thuật của riêng cho thầy. Đậu đại học ạ, đây là chiêu của riêng thầy. Chiêu của riêng thầy chia 14. Kỹ năng đấy để mình tìm ra được số hydro carbon. Đây là quy tắc kinh nghiệm của thầy Minh Mieli. Ở nhiệt độ cao khi hydro khử được oxit nào sau đây thì khử được thằng oxit mà đứng sau nhôm. Đúng chưa? Vậy là loại CO này. Loại AL23, loại MgO này. Đáp án đúng đáp án B. Câu 22. Phản ứng hóa học nào sau đây là sai? Đúng là lúc nào cũng thế. Phản ứng hóa học nào sau đây sai? Đồng, chính xác là lúc nào cũng thế Hoàng Lê nhá. Chia cho 14, Hoàng Lê ạ. Đồng ta dùng cái sắt 3 để tạo thành đồng 2 cộng sắt 2 đúng. Natri cộng nước để tạo thành NaOH cộng H2 đúng. Hiro cộng đồng để tạo thành đồng cộng H2O đúng. Sắt có đẩy được kẽm không em? Không, đúng chưa? Vậy ra phản ứng đáp án D. Phản ứng sai là D. Đúng rồi, sau nhôm mà không, và không ăn cả nhôm nhá. Câu 23. Thấy giải kinh không? Các em học thầy quen rồi thì mình phải làm những cái câu này nhanh, chứ không phải làm chậm rè ra được. Thầy cũng biết là phải, chúng ta học tiết kiệm thời gian. CH5, mình tìm được số mol nhá. Mình nhìn được số mol nhé. 4,4 chia 88 thì bằng 0,05. Bằng 100ml dung dịch NaOH. 0,2 x 0,1 bằng 0,02. Vậy thì sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn thu được M gam chất rắn khan. Chất rắn khan là CH3 CONa cộng với lại C2H5OH. Thì không, thằng này mà cô cạn thì bay hơi này. Vậy chỉ có chất rắn khan thằng này thôi. Phải tính theo anh CH3 CONa. Được chưa? Thì thằng này nhỏ hơn này, 0,02 với 0,05 thì 0,02 nhỏ hơn. Phải tính được 0,02. 0,02 nhân với 82. 1,64. Đáp án đúng đáp án đây. Ok, chính xác Nguyễn Thi Hiền. Câu 24. 24 này chúng ta phải sử dụng một chiêu thầy cực kỳ hay. Điện phân nóng chảy hoàn toàn MCLN 5,96. Điện phân nóng chảy thì thu được M cộng với lại CL2. Được chưa? Số mol CL2 bằng 0,04. Vậy thầy lại bảo toàn khối lượng. Thì có 5,96 thì bằng khối lượng của M cộng với lại khối lượng của clo. Và hoàn toàn đến đây thì tìm được khối lượng của M.
5,96 trừ đi 0,04 nhân 71 3,12 gam. Cả lớp chú ý này, thấy có một chiêu cực kỳ kinh điển. Muốn xe cho các em. Chiêu này trong khóa C của thầy. Muốn tìm được kim loại, các em lấy cho thầy cái chiêu. Khối lượng của kim loại này chia cho số mol M trao đổi, số mol E của M trao đổi. Khối lượng kim loại M bằng 3,12. Số mol E mà kim loại M trao đổi có phải chính bằng số mol E của clo nhận. Số mol E của clo nhận thì thằng 1 thằng clo thì nhận 2 E. Vậy bằng 0,04 nhân 2. Nhìn nhá. 3,12 chia cho 0,08 39. 39 thì chắc chắn là thằng nào rồi. Kali. Chọn B. Các em sẽ được học các skin kinh khủng nhất. Đây. Cực kỳ kinh khủng. Các skin bá đạo nhất. Đấy là lý do tại sao các bạn học thời điểm cực kỳ cao. Câu 25. Thủy phân một triglyceride X, nó là chất béo đấy, bằng NaOH. Đúng rồi, skin này nói rồi chính xác. Thu đồ hỗn hợp muối tốt, nhớ bài đấy. Gồm natri oleat. Natri oleat là C17H33CONa. Natri stearat là C17H35CONa. Được chưa? Tỷ lệ mol tương ứng là 1:2. Vậy thằng mày 1 thì thằng này 2. Tỷ lệ mol tương ứng là 1:2, vậy tương đương với việc đó là sẽ có một đôi gốc C17H33. Có file giải chi tiết chứ. Thầy up lên rồi mà em. Thầy up ở trong nhóm à. Đồ đại học. Và hai gốc C17H35. Nha. Một gốc C17H33 và hai gốc C17H35. Vậy thầy coi này. Thầy coi cái số này số 1 thì số này số 2 này. Lắp vào cái mạch triglyceride thì phải có 3 gốc đúng không? Vậy thì có này. 1, 2, 2. Đây, một gốc C17H3 ở vị trí này. Hai gốc C17H35 ở vị trí dưới. Tiếp tục là 2, 1, 2. Đúng chưa? Nếu mà có 2, 2, 1 thì 2, 2, 1 các em nhìn kỹ nhé. Nó bị trùng với lại 1, 2, 2. Thì cầm này thì quay phát. Được chưa? Vậy ở đây thì chỉ có mấy thôi. 2 triglycerol. Thỏa mãn tính chất trên thôi. Đáp án đúng đáp án này. Các em hiểu bài không nhỉ? Cả nhà hiểu bài không? Dương Hùng Quân bây giờ mới vào học này. Vào đúng luôn những cái mấy câu khó này. Sẵn sàng chưa? Bây giờ sang đến chuỗi câu khó này. 26, 27, 28 là chuỗi câu khó. Đúng không? Nhìn thật kỹ làm thầy giải mấy câu này nhá. Skin đầu tiên câu 26. Skin đầu tiên câu 26. Nhìn thật kỹ vào. Thật kỹ vào nhá. Hormone X gồm 3 peptide đều có tỷ lệ mol tương ứng là 1:1:3. Vậy thì đặt A, B, C. A là 1 mol, B là 1 mol thì C là 3 mol. Vậy thì tách ra được. Để cho đơn giản thì tách được A, B, C, C, C thì mỗi thằng 1 mol không? Được rồi, mới đi học về cũng được. Được chưa? Mỗi thằng 1 mol và bây giờ thì cho cộng lại với nhau. Thì phải tạo thành A, B, C, C, C mỗi thằng 1 mol không? Cộng với lại nước. Sinh ra mấy nước này? 1, 2, 3, 4, 4 nước. Số mol này là 1 thì số mol nước là 4. Được chưa? Nhìn kỹ chưa? Tiếp tục nha. Thế nếu mà thầy mang này đi thủy phân. Đây này. Thủy phân hoàn toàn mg x. Có phải thủy phân hoàn toàn mg x? Đây là x không? Thủy phân hoàn toàn mg x cũng chính là thủy phân A, B, C, C, C. Thì thu được alanin và valin. Alanin phân tử khối thì bằng 89 đúng không? Vậy ta tìm được số mol 14,24 chia cho 89 bằng 0,16 mol. Valin 8,19 chia cho 147. Sorry, 117 thì bằng 0,07 mol. Được chưa? Thế có phải là cái thằng peptide của thầy mà thủy phân là được ala và valin, vậy chắc chắn là phải có dạng là ala x valin y đúng không? Vậy có thể thấy được là x chia y thì bằng 0,16 chứ không phải 0,7. Bằng
16 chia 7 không? Bạn Hoàng Lê hỏi sao có 4 nước? Đây 4 nước tại vì thế này này. 1 2 3 4 5, 5 này cộng với nhau. Thì tao đánh bé tí thì có phải nó tách được 4 nước không? 1 2 3 4, nhìn chưa? 16 chia 7. Vậy vậy suy ra anh này sẽ có dạng là ala 16 valin 7 với số 1 là 1. Được chưa nào? Thế vậy thầy bảo khối lượng của M mà đây gì? Là x thì nếu để thực hiện bảo toàn khối lượng thì phải là bằng khối lượng anh này cộng khối lượng nước không? Vậy có phải là suy ra M chính bằng khối lượng của ala 16 valin 7 cộng khối lượng nước. Bây giờ khối lượng của ala 16 valin 7 thì có số mol là 1 mol này, nhân với lại này ala phân tử khối bằng 89 nhân 16 valin phân tử khối bằng 117 nhân 7 trừ đi bao nhiêu nước nhỉ? 16 cộng 7 bằng 23, bỏ đi 1 đúng chưa? Thì 23 bằng 1 còn 22 nước cộng với lại khối lượng của nước 4 nhân 18. Được chưa? Bấm máy tính nha. Chiều kinh điển lắm, 89 nhân 16 117 nhân 7 trừ 22 nhân 18 bằng cộng 4 nhân 18 bằng thầy bấm lỗi, sorry các em. Thầy bấm lỗi đấy, từ từ. Chỗ này thầy đang nhận số mol đã này. Anh này bằng 0,16 mol này. Mà anh này là ala 16, vậy là 0,16 mà chia cho 16 thì bằng 0,01 mol. Được chưa? Vậy suy ra anh này bằng 0,01 này. Thì này bằng 0,04. Được chưa? Vậy chỗ này phải là nhân với 0,01 nhân với lại 0,04. 0,01 89 nhân 16 cộng 117 nhân 7 trừ 22 nhân 18 cộng 0,04 nhân 18 bằng 19,19. Người ta bán đúng đáp án gì? Em hiểu không nhỉ? Có bạn nào không hiểu không comment đi, thầy giải đáp cho. Chưa chưa cực kỳ dị thầy dừng để giải peptide. Phương pháp nhanh nhất để giải peptide cho đến bây giờ. Không ai có đâu. Chỉ thầy Minh Myelin mới có thôi. Quá hay, chiêu gì mà thầy chả hay. Ok, cái gì mà thầy nghĩ là đều kinh điển hết. Nhớ bảo với các bạn nhá. Câu 27. Mình sang tiếp câu 27 nhá. Số mol ala 16V7 á, đây nhá em nhá. Có phải là ala là 0,16 mol không? Thì đây là ala 16V7 thì lấy 0,16 chia cho 16 thì bằng 0,01 không? Đúng rồi, thầy nói hết rồi. Đấy chưa, cái 0,16 chia cho 0, chia cho 16 bằng 0,01 là xong. Chúc danh nhá. Danh tiếp câu 27 nhá. Ok, sang câu sang 27 được chưa? Nhìn tiếp này, sang câu 27. Nhớ tối thứ hai học nữa đấy nhá. Tối thứ hai là mình học chung. Sau này thì sẽ thiết kế thêm một buổi học riêng nữa là vào sáng chủ nhật. 27. Hòa tan hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm. Hòa tan M gam hỗn hợp gồm FeO này, FeOH 2 lần này, FeCO3 này, Fe3O4 này. Rồi, bao gì khác đầu bao đoạn dư. Thu được 8,96 lít và 0,4 mol. Hỗn hợp gồm CO2 và NO. Sản phẩm khử duy nhất chứng tỏ không có NH4. Tỷ khối hơi so với hydro là 18,5. Được chưa? Vậy là ta có là 18,5 x 2 thì bằng 37. Anh này bằng 44 này. Anh này bằng 30 này. 7 này. 7 này. 7 chia 7 thì bằng 1 chia 1 này.
0,4 thì chia làm 2 phần, mỗi phần bằng 0,2. Được chưa? Thế vậy anh em tức thì đi bảo toàn. Em phải tích ý này. Nhìn này, phải tích ý này. Những bài khó này mình phải có cái tích ý. Ta sẽ bắt đầu 3 dự phải tất cả đều lên sắt dương 3. Sắt dương 2 lên sắt dương 3 nhường 1 e này. Sắt dương 2 lên sắt dương 3 nhường 1 e này. Sắt dương 2 lên sắt dương 3 nhường 1 e này. Fe3 4 nhường 1 e này. Vậy là toàn bộ bọn này đều chỉ nhường 1 e. Vậy thì đặt hỗn hợp này là x. Vậy thì có toàn bộ các phân tử này đều nhường 1 e, nên là 1 nhân với lại số 1 của x có phải bằng CO2 không thay đổi nhé. Thế carbon dương 4 vẫn là carbon dương 4. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 5 chữ 2 bằng 3. 3 nhân 0,2 vậy bằng 0,6. Vậy số mol của toàn bộ thằng này bằng 0,6 mol. Được chưa? Mà ai mới lên được 10 chép bạn học. Mà trong nhóm mình có 35 bạn đấy. Tiếp tục nha, nhìn kỹ nha. Tiếp tục các nhìn kỹ nha. Để bài cho này, Fe3O4 chiếm 1 phần 3 tổng số mol hỗn hợp. Fe3O4 chiếm 1 phần mol, 1 phần 3 tổng số mol. Số mol hỗn hợp bằng 0,6. Vậy mình tìm được số mol Fe3O4 luôn. Bằng 0,6 nhân với 1 phần 3 bằng 0,2. Nhìn kỹ tiếp nhá, thể bảo toàn carbon này. Đây cũng 0,2 mol carbon đúng không? Vậy bảo toàn ở đây 0,2 luôn. Ok chưa? Ok chưa? Vậy bây giờ thì đi bảo toàn sắt. Thì tìm được số mol sắt ở bên trong là FeO và FeOH 2 lần. 0,6 trừ 0,2. Được chưa? Từ từ. 0,6 trừ 0,2 trừ 0,2 thì bằng 0,2 không? Bởi vì tổng của nó bằng 0,6 mà. Thằng này 0,2, thằng này 0,2 thì hai thằng này phải còn là 0,2. Nhá. Vậy có phải bọn này tạo thành FeNO3 3 lần không? Mình nhìn kỹ không? Hai thằng này đều chỉ có một sắt gì đâu. Hai thằng này đều chỉ có một sắt. Vậy chui đây là 0,2 đã này. Bảo toàn sắt này. FeCO3 có một sắt. 0,2. F3O4 có mấy? 3 là 0,2 phải nhân 3. Thế thì cuối cùng thì muốn tìm số mol HNO3 thì bảo toàn nghĩa tử nguyên tố nitơ. Nitơ đầu tiên chỉ có nằm trong HNO3 là 1. Sau phản ứng nằm trong NO 0,2. FeNO3 3 lần. 3 nhân với tổng số mol này. 0,6, 0,4, 1. Được chưa? Vậy có phải bằng 3 cộng với 0,2 bằng 3,2. Đáp án đúng, đáp án sai. Giải cực kỳ nhanh. Cả nhà có hiểu câu này không? Không hiểu thì bảo hỏi thầy ngay. Thầy giải đáp luôn, ngay lập tức luôn. Biết nào không hiểu hỏi ngay. Khẩn chưa? Biết nào không hiểu bài là hỏi ngay. Biết nào không hiểu không? Mau lên không thể chuyển sang bài khác rồi. Đúng rồi, hơi ngơ ngơ. Hơi ngơ ngơ thì phải xem lại bài loát. Chỗ bảo toàn nitơ hả? Đây bảo toàn nitơ nhé. HNO3 chỉ có 1 nitơ này. Nitơ trong NO2 thì có 1 này, 0,2 này. Nitơ trong FeNO3 3 lần thì có 3. 3 nhân với lại 1. Được chưa? Hoàng Lê. Xong nha. Mình có tiếp. Sang câu 28. Sang câu 28 nhá. Sẵn sàng sang câu 28 chưa? Câu 28 này. Câu lấy 7 điểm này. 7,65 A hỗn hợp gồm nhôm Al2O3, trong đó nhôm chiếm 60% khối lượng mà mình tìm được luôn.
0,6 nhân với 7,65 chia cho 27, 0,17 mol. Tìm được luôn thằng này nhá. Thì là còn 7,65 trừ đi 0,17 nhân 27 bằng chia cho A là 23102, 0,03. Tan hoàn toàn trong dung dịch gồm H2SO4 và NaNO3. Thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 mối trung hòa. Và M gam hỗn hợp khí T hỗn hợp nhé. Trong đó T có hydro 0,015. Các em nhìn kỹ trong thầy biểu luận này. Cho đẹp H cộng có NO3 trừ này. Nên chắc chắn phương trình phản ứng ưu tiên đầu tiên xảy ra phải là H cộng cộng NO3 trừ. Để tạo thành một cái sản phẩm khử nào đó của bọn NO2 hoặc NO hoặc N2O hoặc N2 hoặc NH4 cộng. Được chưa? Một trong năm cái sản phẩm này. Thế vậy, sau đó xong thì nó mới xảy ra phản ứng H cộng cộng 2E để tạo thành H2. Đây phản ứng này xảy ra đầu tiên. Phản ứng H cộng là phản ứng số 2. Vậy khi sinh ra hydro thì điều này chứng tỏ H cộng dư. H cộng dư thì tương đương với NO3 trừ hết. Và từ đây, hôm nay thì nhắc chúng ta nhé, cứ sinh ra hydro thì tương đương với lại NO3 trừ hết. Sau này thì không chứng minh nữa. Nhớ nhá. Nhớ chưa? Thế thì số mol hydro đấy chứng tỏ NO3 trừ hết. Vậy ba muối trung hòa này không thể là có muối của NO3 trừ nữa, vậy chỉ có thể muối của SO4 hay trừ. Được chưa? Thế vậy, ở trong này thì có 3 muối chắc chắn tồn tại này. Muối nhôm 3 cộng là Al2 SO4 3 lần. Đấy, Al2 4 này. Có natri vậy là Na2 SO4. Hết rồi. Hết ca chi ông rồi đúng không? H cộng nó không thể là muối. Vậy điều này chứng tỏ rằng chắc chắn còn NH4 cộng trong NH4 2 lần SO4. Được chưa? Biện luận khá mệt. Tiếp tục nha, để bài bảo này. Cho BaCl2 dư vào. BaCl2 dư. Thu được 9,32 gam kết tủa thì bari thì phản ứng với SO4 2 trừ. Để tạo thành BaSO4. 93,2. 93,2 chia cho 233. 0,4 mol. Còn nếu cho thằng Z đi tác dụng với NaOH thì NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Thế thì NaOH phản ứng tối đa câu này có nghĩa là gì? Trong này có nhôm 3 cộng này. Nhôm 3 cộng cộng với NaOH tối đa thì nó phải tạo thành Na Al OH 4 lần. Được chưa? Mà được chưa nào? Mà nếu thầy bảo toàn số mol nhôm 0,17 nhân 1 cộng 0,3 nhân 2 thì bằng 0,23. Vậy đây bằng 0,23 này. Và trong này còn lại có cả khí thì gì nữa nhỉ? NH4 cộng cộng OH trừ để tạo thành NH3. Em nhìn kỹ nhá. Một thằng nhôm thì ăn 4 OH trừ. Một thằng NH3 thì ăn 1 OH trừ. Vậy thì có tổng là bằng 0,935. Vậy thì tìm được số mol NH3 này. 0,935 trừ đi 0,23 nhân 4. 0,015. Vậy thì tìm được số mol NH3 chính là số mol NH4 0,015. Nhưng đây có 2 nên 0,015 phải chia cho 2 bằng 0,0075 mol. Thấy chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Đấy, thế tiếp tục nhé. Thằng này cộng H2 4 này, cộng NaNO3 này. Ra được bọn này này. Cộng một cái khí gì đó thầy không biết. Nhưng chắc chắn là có nước đúng không? Hiểu chưa? Thế em nhìn kỹ nhá. Nín thở nhìn nhá. Nín thở nhìn.
Được chưa? Thế tiếp tục này. Thầy đi bảo toàn. Gốc tiếp theo là gốc S4. Có phải toàn bộ gốc S4 bị kết tụa vào hết thằng BAS4 không? Vậy thì số mol gốc S4 bằng 0,4 đúng không? Thì ở đây bảo toàn lưu hình, thằng này không có lưu hình. Thằng này không có lưu hình. Mỗi H24 có. Vậy thì chứng tỏ là số mol BAS4 bằng số mol H24. Cùng gốc S4 mà. 0,4. Nhìn rõ chưa? Bằng 0,4 rồi, bây giờ thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Bảo toàn hydro. Thằng này không có, thằng này không có. Thằng này có 2 hydro, vậy là 0,4 nhân 2. Cộng với thằng này không có, thằng này không có, thằng này không có. Thằng này có mấy đây? 8 nhân với 0,075. Cái này bằng rồi. Trong này có mấy? 2. 2 lần thằng nước. Trong nước có 2 mà. Thế là thầy tìm được số mol nước. 0,4 nhân 2 trừ đi 8 nhân 0,075 trừ đi 2 nhân 0,015 bằng bao nhiêu chia cho 2? 0,08 không? Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục nha, thầy đi bảo toàn nhôm. Có phải tổng số mol nhôm mà 0,17 cộng nhân cộng với 0,013 nhân 2 bằng 0,23 không? Nhôm chưa tỏa hết vào đây đúng không? Ở đây có 2 nhôm này. Vậy là bằng 0,23 chia 2, 0,145. Có phải tổng số mol gốc S4 mà 0,4? Ở đây có một gốc này. Ở đây có 3 gốc này. Thầy thì tìm được thằng này không? Bảo toàn gốc S4. 0,4 trừ đi 0,0075 trừ đi 0,115 nhân 3 0,0475. Đúng rồi, 0,0075. Ok, chúc thanh. Được chưa? Vậy cuối cùng thì đi bảo toàn khối lượng. Nhìn hơi tuét. Nhìn đây khối lượng của T này. Có phải này, khối lượng bọn này 7,65 này cộng khối lượng bọn này, bảo toàn tắt đi nhá, 0,0475 nhân 2 ra đây này, 0,45 nhân 2 bằng 0,095. Thì bằng khối lượng muối cộng khối lượng T cộng khối lượng nước không? Để bài hỏi gì? Giá trị M gần nhất nào? M là của bọn T. Đây này, M gam mol khí T. Vậy giờ thì đi bảo toàn nhé. Nhìn kỹ nhá, bấm máy tính này. 7,65 cộng với này, khối lượng H24 bằng 0,4 nhân 98. Khối lượng NaNO3 bằng 0,095 nhân với 23 cộng 62 bằng, đây là tổng khối lượng của cái vế trái bằng 54,925. Trừ này. Trừ này. Trừ này. Bảo toàn gì? Trừ này. Bảo toàn hydro á. À ừ, thử chết chỗ này 0,075. Thế không biết là thầy có bấm nhầm không các em nhỉ? Thầy bấm lại nhé xem. Bạn Trúc Thanh bạn vừa bảo giờ mới 0,4 nhân 2. Trúc Thanh bây giờ mới bảo 8 nhân với 0,0075 2 nhân 0,015 chia 2, thôi chết rồi. 0,355. Trúc Thành thông minh thế, giờ mới bảo thầy. Đây 0,4 nhân 2 này. 4 nhân 2 8, 8 nhân 0,0075 này. 2 nhân 0,0075 này. 0,4 nhân 2 trừ đi 8 nhân với lại 0,0075 trừ đi 2 nhân 0,0075 đúng rồi. Chia 2 bằng 0,355. Nước bằng 0,355. Nước bằng 0,355. À thì không ảnh hưởng đúng không? Mày thế. Không
ảnh hưởng gì đến 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 hòa bình của thế giới cả. Ừ, đề khó mà. Câu đấy câu vô cơ khó nhất. Bảo toàn khối lượng. Thấy vừa bấm thôi. 7,65 cộng với 0,4 nhân 98. Không phải ai cũng giải được câu này đâu các em ạ. 0,95 nhân với 23 cộng 62 trừ muối này. 0,115 nhân với mẫu đơn 27 nhân 2 cộng 9 6 nhân 3 trừ đi 0,0475 nhân 23 nhân 2 cộng 96 trừ đi 0,0075 nhân 80 trừ đi nước 0,355 nhân 18. Ô âm chết tôi rồi. 0,355 âm. Thầy ấn âm là thầy bị ấn nhầm rồi. Các em ơi, các em bấm vào thầy bảo toàn khối lượng với. 7,65 này cộng với này 0,4 nhân 98 này 0,0. À, nước bảo toàn nước. Ừ, nước ra nước thôi. Ơ sao bảo toàn nước lại ra nhiều nhỉ? Đúng không? 0,4 nhân 2 trừ đi 0,075. Đây đúng 0,075 nhỉ? 0,075 nhân 8 cộng với lại 2 nhân với lại 0,075 thì 2 nhân 0,075 2 số mắt nước. Ở nãy nitơ là thầy đi bảo toàn gì? Nitơ ra đây 0,075 này chia cho 2 thì bằng 0,0075 đúng không? Bảo toàn khối lượng. Ừ, dĩ nhiên bài này mệt. 98 này 0,4 nhân 98 cộng với lại 0,095 nhân bằng đơn 23 cộng với 62 bằng 54,925 trừ đi 0,115 nhân bằng đơn 27 cộng 96 nhân 3 trừ đi 0,0475 nhân bằng đơn 23 nhân 2. Các em nhìn kỹ nha. Cộng với 96 đóng vào đơn trừ đi 0,0075 nhân bằng ngoặc đơn 18 nhân 2 cộng 96 đóng vào đơn trừ đi 0,355 nhân 18 bằng 4,575 4,575 nhá. 4,575 thì giá trị gần nhất là gần 3. Giá trị gần nhất là 3. Khi em bấm lại máy tính lần nữa xem đúng không. Thầy chỉ sợ thầy bấm nhầm thôi. Thầy chỉ kinh là thầy bấm nhầm thôi. Vừa nãy thầy trừ 2 lần nước á. Không, đây vẫn giữ nguyên. Khi em bấm lại lần nữa chứ. Đây là thầy bấm. Đợi các em bấm tí, các em bấm lại lần nữa vào đây. 1,47 á. Tại sao thầy lại bấm không? Khổ thân tôi. Đi dò lại cái này. Hai lần nước à? Đợi đấy tí nhá. Dò lại nào. 1,0115 này nhân với 27. 27 thiếu nhân 2 này. Nhìn thấy không? Nhân 2. Ôi âm tôi chết tôi rồi. Chết. Không chơi nữa. Bấm lại lần nữa. 7,65. Thầy lâu không bấm máy tính. Cộng với 0,4 nhân 98 cộng với 0,095 nhân 23 cộng 62 bằng. Mỗi lần bấm một cái khác. À đây 7,65. Đây. Trừ 1,47 à? Thank you. Nhưng thầy vẫn phải bấm ra. 115 nhân 27 nhân 2 cộng 96 nhân 3 trừ 0,0475 nhân 23 nhân 2 cộng 96 cộng trừ 0,0075 nhân 80 trừ
355 nhân 18 bằng 7. Ui, sao số này lại ra 1,86? Chắc cái này ra đúng rồi này. Bằng này 0,115 nhân với 27 nhân 2 96 nhân 3 trừ 0,0475 nhân 23 nhân 2 cộng 96 trừ 0,075 nhân đây chưa mà mặc đơn nhân 80. À đâu, cái này không cần. À đấy, nhầm. Chết tôi không. Nhân với lại anh này là 18 nhân với lại 2 cộng 96 đóng mặc đơn trừ đi không, trừ đi 0,355 nhân 18 bằng 1,47. Ok. Thank you cả nhà. 1,47. 1,7 gần bấy 1,5. Ok. Mở bắt quá. Thầy bấm máy tính lâu để không bấm nên là nó bị lẫn lộn đấy. Các em thông cảm nhá. Hay không? Câu này phải giải như vậy thì mới ra vấn đề được em ạ. À, mình tiếp sang câu 29 nhá. 29. À, khi làm thí nghiệm với H4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nhiễm bằng bông tận dung dịch nào ra đây? Sút. Câu 30. Nhìn kỹ này. Câu 30 này thầy chữa các em rồi đấy. Nhớ đáp án không? Câu 30 thầy chữa các em một lần rồi đấy. Nhớ đáp án không? 30 đáp án gì có cần phải chữa lại không các em ơi? Cả nhà 30 cần chữa lại không? Hả cả nhà? Tôi cứ chữa lại một lần nữa cho chắc nhé. Thầy gọi anh này là hợp chất hữu cơ là ROH CHO COH phản ứng với AgNO3 trong NH3 thu được bạc. Số mol bạc bằng 4,05 chia 108 0,0375. OH không tráng bạc, COH không tráng bạc. Vậy thì tìm được số mol CHO. Đúng chưa? 1 CHO thì ra được 2 bạc. Vậy thì tìm được số mol CHO luôn. Chia 2. 0,01875. Được chưa? Và muối amoni là R OH CHO trong AgNO3 trong NH3 thì tạo thành COH. COH trong NH3 thì tạo thành COONH4. COH trong NH3 cũng tạo thành COONH4. Vậy đây là muối 1,86. Cho toàn bộ lượng muối này tác dụng với NaOH dư thì thu được NH3. Số mol NH3 bằng 0,02. Thì suy ra số mol này bằng 0,02. Số mol nhóm COONH4 bằng 0,02. Số mol nhóm COONH4 bằng 0,02 thì có phải bằng số mol nhóm CHO và COH bằng 0,02 không? Thằng này bằng 0,02 nhé. Thằng này 0,01875. Vậy thì tìm được số mol nhóm COH. 0,0112 0,0 1,25 nhân 10 mũ trừ 3. Được chưa nào? Đến đây các em nhìn nhá. Đến đây các em nhìn nhá. Thầy tăng giảm khối lượng. Có phải đây là bộ phận cứng nhắc không? Vậy thì nhóm chó bị biến thành nhóm COH, CONH4 không? Vậy đặt khối lượng thằng này là M. Thì M sẽ cộng với 0,01875 là số mol của nhóm chó này. Vứt cái nhóm chó đi. B cái nhóm CONH4 vào. Vậy là vứt đi 29. COO, COO là 44. NH4 là 18. Cộng với vứt cái nhóm COH đi. 1,25 nhân 10 trừ 3. Nhân với mà hoặc đơn, vứt cái nhóm này đi là vứt đi 45. Thêm CONH4 vào là cộng 44 cộng 18 thì bằng 1,86. Đến đây bấm máy tính là được mở. Ok chưa? Có này. 1,86 trừ đi. 1,86 trừ đi.
0,01875 nhân với mẫu đơn trừ 29 cộng 44 cộng 18 trừ đi 1,25 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với mẫu đơn 45 cộng 44 cộng 18. Ơ! À! Thầy lại bị bấm nhầm đâu rồi. Nhân với này trừ 29 cộng 44 cộng 18 trừ đi này nhân 10 mũ trừ 3 nhân với trừ 45 1,22. Được chưa? Trừ 45 chính xác cạnh. Đó là đúng đáp án. À, xong nha. Mình sang câu tiếp theo, câu số 31. Hòa tan F3O4 và dung dịch H2O4. F3O4 này và H2O4 này thì mình thu được Fe2O4 và Fe2O4 3 lần. Chú ý thằng này loãng dư, có cả H2O4 dư. Vậy cũng nghĩa là tương đương hỗn hợp này gồm có sắt dương 2, sắt dương 3, H cộng. Ok chưa? Số chất trong tay tác dụng này áp dụng với X. Mình lưu ý này, sắt 2 tính khử, sắt dương 3 tính oxy hóa, H cộng thì đợi thằng N có 3 trừ. K mà nó 4 tính oxy hóa ăn sắt dương 2 một thằng. Clo tính oxy hóa ăn sắt dương 2 hai thằng. NaOH thì OH trừ gắn H cộng 3 thằng. CO3 trừ gắn H cộng 4 thằng. Đồng. Đồng sao COS4 sao? Đồng 2 cộng cộng với sắt 2 không. Không cộng sắt 3 loại. Đồng ăn sắt 3 để tạo thành đồng 2 cộng sắt 2. K nấu 3 tưởng không mà lại có nấu 3 trừ H cộng coi như H nấu 3. Được chưa? H nấu 3 thì lại ăn sắt 2 cộng. Vậy nó có rất nhiều bạn bị lừa. Ra vừa đúng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bê bỏ. Ok chưa? Mình sang câu 32. Mình sang câu 32 nhá. Mình sang câu 32. X là dung dịch HCl nồng độ X mol, Y là dung dịch N2CO3 nồng độ Y mol. Thế các em lưu ý này, nhỏ từ từ X vào Y, nhỏ từ từ X vào Y. X là HCl, H cộng, Y là CO3 trừ. Vậy nhỏ từ từ H cộng vào CO3 trừ, thì thứ tự phản ứng đầu tiên là H cộng ăn CO3 2 trừ để tạo thành H CO3 trừ. Được chưa? 100x để số mol x là bằng 0,1x và 100y vậy là 0,1y. Sau phản ứng thu được CO2, ra H CO3 trừ chưa thu được CO2 ạ. Vậy điều này chứng tỏ là gì? Phải có phản ứng nữa cộng H cộng. Và để cộng H cộng nữa thì chứng tỏ H cộng phải dư. H cộng mà dư thì CO3 2 trừ phải hết. Vậy HCO3 trừ tính theo CO3 2 trừ là 0,1y. Và H cộng này dư thì là bằng 0,1x trừ 0,1y. Còn này sinh ra CO2. CO2 có 2 trường hợp. Hoặc là bằng 0,1x trừ 0,1y. Hoặc trường hợp thứ hai thì bằng HCO3 trừ là 0,1y. Đây là phản ứng đầu tiên. Thí nghiệm thứ hai nhỏ ngược lại, 100ml x. 100ml x là CO3 2 trừ vào Y là H cộng dưới. Vậy mình sẽ có H cộng ăn CO3 2 trừ. Do CO3 2 trừ vào H cộng dưới thì sẽ dẫn đến một điều là gì? Dẫn đến một điều là CO3 trừ vào bao nhiêu thì ăn hết bấy H cộng bấy nhiêu. Vậy ăn tỷ lệ 1,2. Sorry. Đây. Để tạo thành CO2.
Số 1 cộng vẫn bằng 0,1x. Số 2 trừ vẫn bằng 0,1y. Đúng chưa? Và đây số 2 cũng có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất thì bằng 0,1y. Trường hợp thứ hai thì bằng 0,05x. Được chưa? Và cái này cho là V1. Cái này cho là V2. Vậy thì có 4 trường hợp. Đúng không? Các em nhìn kỹ không? Trường hợp thứ nhất, V1 chia V2 bằng này, 0,1x trừ 0,1y chia cho 0,1y. Và như đề bài cho ta bằng 4 chưa bạn? Suy ra x trừ y chia y bằng 4/7. Ta có 7x trừ 7y bằng 4y. Suy ra 7x bằng 11y. Hay khác là x chia y bằng 11 chia 7. X chia y bằng 11 chia 7. Xem đúng nhá. Thế và với x bằng 11y bằng 7. Với x bằng 11y bằng 7 thì có phải anh này x bằng 11y bằng 7 nhá. Thì phải anh này là 0, thấy cứ thế luôn à. 0,11 y bằng 0,7 thì thỏa mãn chưa? H cộng dư nhá. X bằng 0,11 y bằng 0,7 thì ra siêu hoa cũng thỏa mãn luôn đúng không? Ra siêu hoa bằng 0,35 này. Thằng này ra siêu hoa bằng 0,4 này. Đúng không? À đâu? 0,11 trừ đi 7 thì bằng 0,04. 0,04 với lại thằng này là 0,11. Nhìn kỹ à, thì tính được 0,1y mà. Nhìn thấy sai chưa? Đúng không? Đây đang là 0,1x chứ 0,1y. Thì bên trên là tính là bằng 0,04 là đúng rồi. Nhưng bên dưới này, bây giờ phải tính theo siêu 2 trừ. Nhưng mà sai, bởi vì đây là siêu 2 trừ dư. Thì không thể tính theo siêu 2 trừ được, mà phải tính theo H cộng. Được chưa? Vậy là loại trường hợp này. Loại trường hợp 11 chứ bạn. Nhìn kỹ chưa? Tiếp tục nhá. Kinh lắm đấy. Để này kinh cực. V1 chia V2 trường hợp số 2. 0,1x trừ 0,1y chia cho 0,05x thì bằng 4 như vậy. Suy ra x trừ y chia 2x bằng 4 chia 7. Suy ra 7x trừ 7y bằng 8x. Suy ra. Suy ra gì? Bất tận trừ 7y thì bằng x. Vậy loại luôn. Đúng chưa? À đâu không? Thầy nhầm đấy. Thằng này phải bằng là 0,5x chứ. Bằng 4x. Đâu 0,5 nhân với 4 thì bằng 2. Vậy mình sẽ có là 7y thì bằng 5x. X chia y thì bằng 7/5. X chia y bằng 7,5. X chia y mà bằng 7,5 bây giờ thì test thử này. Vậy thì x bằng 7 thì y bằng 5. 0,7 0,5 thì ra anh này là bằng 0,2. Thằng này 0,7 0,5 thì tính thằng này 0,05. Đúng không? Chuẩn luôn. Vậy đáp án đúng mình là 7/5. Đang được đáp án C. Dạ bạn chưa? Thầy vừa chữa các em các câu lý điểm 10 mà lấy tái điển rồi. Còn là những câu ở dưới nó dễ thôi. Câu 33 này thì không có đáp án. 33 không có dữ kiện nên là thôi bỏ. Tại vì thiếu dữ kiện nhá. Câu 34 này. 34 nhỏ từ từ 62,5 ml hỗn hợp gồm
và dung dịch HCl vào khuấy đều. Vậy thì có này. Khuôn này gồm CO3 2 trừ này. Số mol bằng 0,08 nhân 0,625. 5 nhân 10 trừ 3. 3 CO3 trừ là 0,12 nhân 0,065. 7,5 nhân 10 trừ 3. 3 dung dịch HCl với đều. Số mol bằng 0,0125. Sau phản ứng thì sinh ra CO2. Được chưa? Thế vậy thế này. Thầy không biết là CO3 2 trừ phản ứng bao nhiêu, thầy đặt số mol CO3 2 trừ phản ứng là x mol. Số mol HCO3 trừ phản ứng là y mol. Vậy có phải thầy có phản ứng đầu tiên là x chia y thì bằng 5 nhân 10 trừ 3 chia cho 7,5 nhân 10 trừ 3 không? Đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai các em lưu ý nhé. Là 1 CO3 2 trừ thì ăn 2F cộng. Đúng chưa? Vậy là 2. 1 HCO3 trừ ăn 1H cộng là y bằng 0,0125. Vậy bấm máy tính tìm được y. 7,5 nhân 10 trừ 3 trừ 5 nhân 10 trừ 3 0 bằng 2 bằng 1 bằng 0,01. Ồ, lẻ đấy. 1 phần x bằng 1 phần 280. Y bằng 3 phần 560. Được chưa? X bằng 1 phần 280. Y bằng 3 phần 560. Vậy thì tìm được số mol CO2 bảo toàn carbon là bằng 1 phần 280 cộng 3 phần 560. Một chia 280 cộng 3 nhân chia 560. Được chưa? Được V đi khí CO2. Lấy V này nhân 2,4. 0,2. 0,2 chứ. 0,2 lít. Tương đương vậy là 200 ml. Được chưa? Đấy, 200 ml. Thế thì khả năng cao tôi đáp án đúng là đáp án C. 200. Câu 35. Phát biểu nào sau đây là sai về protein? Protein phản ứng màu bí ure đúng. Tất cả protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo, cái này sai. Bởi vì protein mà tan trong nước tạo thành dung dịch keo ấy, thì điều này dẫn đến một điều rằng là nó tóc cũng tạo tan thành keo. Vậy là sai là B. 36. Nhóm tác nhân hóa học sau. Nhóm tác nhân đều gây ô nhiễm nguồn nước. Lưu ý là nguồn nước. Kim loại nặng ô nhiễm, anion ô nhiễm, thuốc bảo vệ thực vật ô nhiễm. Nhưng riêng CFC khí không thể ô nhiễm nguồn nước được. Vậy chỉ có 1, 2, 3 thôi. À, 37. 37 nha. M gam. Thầy hết giấy rồi. Ở 34 200. Thực ra đây là V ml. Chuẩn không? À, thực ra là V ml thì chuẩn không? Câu 37. Mở gam sắt FeNO3 3 lần, CuNO3 2 lần. Hoàn toàn thu được dung dịch Y và mờ gan chất rắn Z. Lưu ý đây là mờ gan. Đấy. Lưu ý đây là mờ gan. Chuẩn chưa?
bị hủy. Thế thì ở đây là m gam chưa rắn z này, ở đây m gam chưa rắn z này, vậy thì chắc chắn là không thể có sắt trong hỗn hợp này, sẽ có sắt và đồng đúng không? Sắt này m gam đúng không? Đúng chưa? Thế thì do hỗn hợp này có sắt và đồng nên chắc chắn của thầy trong dung dịch này chỉ tồn tại muối FeNO3 hai lần thôi đúng không? Được chưa nào? Vì sắt đầy đồng á, sắt tổng cộng sắt 3 nhá, xong sắt tổng cộng đồng nhá. Được chưa nào? Ok chưa? Thế thì các em nhìn nhá, các em nhìn kỹ nhá. Thầy bảo toàn gốc NO3 trừ này. 0,1 nhân 3 cộng 0,4 nhân 2. Chia 2 bằng 0,55. Nhìn chưa? Bây giờ thì bảo toàn khối lượng là sao? Bảo toàn khối lượng kim loại có phải tổng khối lượng kim loại bằng nhau không? Sắt này M này. Sắt này là 0,1 nhân 56. Đồng này là 0,4 nhân 64. Sắt này là 0,55 nhân 56. Cộng với M. Thôi chết, thế thì M hết à? Không, bảo toàn khối lượng đi. Không phải, bảo toàn khối lượng cũng không được. Ôi, từ từ, em, sorry em tí. Thầy đang lỗi lỗi tí. Dung dịch Y và M gam chất rắn Z. Thầy đang bị lỗi lỗi tí. Kem từ từ để thầy loát lại. M gam sắt và dung dịch X chứa 0,1 mol Fe NO3 3 lần. Thầy đang bị lỗi ấy. Thầy đang đợi tí, thầy loát tí. Mấy câu kia khủng quá nên là thầy đang bị lỗi lỗi một chút. Đang bị đầu nó đơ đơ. Để yên thầy nhìn lại chút. Xem nào. Sắt này, M gam sắt và dung dịch chứa 0,1 mol FeNO3 3 lần, 0,4 mol CuNO3 sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và M gam chất rắn Z. Thế thì M gam chất rắn Z này thì chắc chắn là gồm hỗn hợp của thằng chắc chắn là gồm hỗn hợp của thằng Fe với lại thằng sắt rồi. Đúng không? Và đây nó cho là M gam. Đây nó cho là M gam rồi. Nhưng mà bảo toàn khối lượng thì không được. Không được bảo toàn, bảo toàn đây là 0,1 nhân 3 bằng 0,3 cộng với lại 0,8 là 1,1 chia 2 bằng 0,55, chính xác. Nhưng mà bảo toàn khối lượng thì lại không được, đúng không? Bảo toàn khối lượng thì lại không được. Chỗ này mình phải chơi đi delta M mới đúng. Chỗ này mình phải chơi delta M. Các em chú ý, M sau bằng M trước. M sau bằng M trước. Không bảo toàn khối lượng đâu. Mình có là delta M thì bằng M vào trừ M ra. M vào trừ M ra. Chú ý này, delta M bằng 0 do M sau bằng M trước nên nó bằng 0. Thế M vào là gì? M vào hỗn hợp chất rắn là M đồng. Được chưa? Trừ M ra. M ra là M sắt. Phản ứng. Được chưa nào? Các em nhìn kỹ chưa? M vào trừ M ra. Đấy. Thế thì các em nhìn kỹ nhá. Của mình nhá. M đồng này. Thầy đặt số mol đồng phản ứng là X đi. Số mol đồng của thầy phản ứng là X. Có nghĩa số mol đồng của thầy sinh ra là X đấy. Nhá. Thì số mol sắt của thầy phản ứng thì bằng bao nhiêu? Thì đây thầy được là 64X này. Số mol sắt phản ứng thì là do này, do Fe này cộng với Fe dương 3 này để tạo thành Fe dương 2 này. 2 này, sắt này là 0,1 này thì này bằng 0,2 này. Tiếp tục Fe này cộng với đồng dương 2 này để tạo thành Fe dương 2 này cộng với đồng dương 2 này. Vậy thì đồng này là X này, đồng là X này, suy sắt này là X. Vậy số mol sắt phản ứng thì bằng trừ đi 56 nhân với lại X cộng 0,2. Được chưa? Đến đây thì sẽ bằng 64 trừ 56 là 8x cộng với 56 nhân 0,2 trừ đi 56 nhân 0,2 bằng 11,2. Suy ra x bằng
11,2 chia 8. 1,4. Một cái gì? Thấy lỗi đâu à? Sao to ấy? Từ từ. Thấy đang bị lỗi đâu đấy. 64 chia 56 bằng 8 này. 56 nhân với lại 0,2. 11,2 chia 8 bằng 1,4. Đồng 1,4 to quá. Đúng cả nhà, thế nó nhầm đâu nhỉ? 64 này trừ đi 56. À thôi chết rồi. Đây 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. X cộng 0,05. Trắng đứa nào nhá thầy. 56 nhân 0,05. Rồi ok, thank you. Hai phẩy tám x bằng 2,8 chia 8 0,35 x bằng 0,35. Được chưa? Với x bằng 0,35 mà đồng sắt chúng ta sẽ bằng là x cộng 0,05. 0,35 cộng với 0,05 thì bằng 0,4. Nên được m bằng 0,4 nhân 56 cộng với 0,35 nhân 64 bằng lại to quá. Chết, từ từ. Sắt phản ứng thì mới là x cộng 0,05. Sắt phản ứng thì mới là x cộng 0,05. Vậy suy ra cho con sắt phản ứng thì bằng x cộng 0,05. Sắt phản ứng thì bằng 0,05 cộng với 0,35 bằng 0,4. Thank you Cao Quang Hảo. Ok, tốt. Cảm ơn em. Sắt phản ứng bằng 0,4. Được chưa? Trong này là sắt dư. Sắt phản ứng bằng 0,4. Trong này là sắt dư. Sắt phản ứng là 0,4 này. Sắt dư chưa biết. Số ngăn sắt phản ứng là 0,4. Trong này có sắt dư này. Trong này là sắt là bằng 0,1. Sắt 3 cộng biến mất hết. Trong này còn sắt 2 thôi. Thôi bảo toàn khối lượng cho xong. À không, không bảo toàn khối lượng được. Bởi vì mờ bằng nhau. Mình tìm được thằng đồng rồi. Đồng 0,35. À vậy suy ra trong dịch này còn dư đồng là CuN 3 2 lần. 0,4 trừ đi 0,35 bằng 0,05. Thấy chưa? Không phải 0,05 này. CuN 3 2 lần còn 0,05. À ừ đúng rồi. Đấy, đấy, trong này CuN 3 2 lần còn 0,05 thì chứng tỏ sắt hết, chính xác. Và 0,35 nhân 64. 2,4, chính xác. Ok. Thank you Cảnh. Do còn CuN 3 2 lần nên sắt hết. Ôi câu 38. Tiến hành trùng hợp một mol ethylene ở điều kiện thích hợp. Tiến hành trùng hợp một mol ethylene ở điều kiện thích hợp. Ethylene là C2H4 này. Một mol này tạo thành C2H4 tất cả n lần. Nhưng brom dư thì lượng phản ứng là 36 gram. C2H4 ăn brom dư. Số mol bằng 36 mà chia cho 180 thì bằng 0,2. Vậy CH4 dư bằng 0,2. Ban đầu phản ứng sau chính là dư 0,2. Vậy phản ứng là 1 trừ 0,2 bằng 0,8. Vì hiệu suất phản ứng trùng hợp là 0,8 trên 1 thì bằng 80%. Ơ à.
một mol ethylene 36 chia 160 các em ơi. 180 nhân 2 160. À 0,225 thôi chết rồi. Vậy là 1 trừ đi 1 trừ đi 0,25 bằng 0,775. Vậy là bằng 0,775 mà chia cho 1 thì bằng 77,5%. Loại D, loại C. Khối lượng polyethylene thu được thì đây là 0,775 này. Nhân lên thôi. 21,7 gram. Đáp án đúng đáp án. À. Câu 39. Hỗn hợp gồm natri, bari, Na2O, BaO hòa tan hoàn toàn 21,9. Vào nước thu được khí hydro, số mol bằng 0,05. Dung dịch Y chứa Ba hoắt 2 lần. 20,52 chia cho 137 cộng 34 0,12 mol. Vậy dung dịch Y thì gồm này, Ba hoắt 2 lần và Na hoắt. Tác dụng với Al2S4 3 lần. 0,5 chia 0,1 bằng 0,05. Thằng này chính là tương đương với việc là thằng này gồm nhôm 3 cộng 0,05 nhân 2 bằng 0,1 và S42 trừ 0,15. Được chưa? Thế vậy để tính được kết tụa thì bắt buộc mình phải tìm được là kết tụa. Trong này chắc chắn là mình tìm được kết tụa BaS4 rồi này. Không phải 12, 12 hay 15 thì phải tính theo 0,12. Nhưng mà còn có OH trừ với nhôm 3 cộng mình không biết. Nhôm 3 cộng biết rồi, mình cần tìm từ OH trừ nữa là xong. Đấy, thì em cần chú ý này. Muốn tìm OH trừ mình cần tìm được số mol bọn này. A, B, C, D. 1 ẩn, 2 ẩn, 3 ẩn, 4 ẩn. 1 dự kiện, 2 dự kiện, 3 dự kiện. Vậy mình hoàn toàn được quyền gạch đi 1 ẩn. Gạch thằng này đi. Mình có hệ 23 cộng 137B cộng 23 nhân 2 46, 46 cộng 16 62 bằng 21,9. Phương trình thứ 2 sinh ra hydro, 1 natri sinh ra 0,5 hydro, 1 bari sinh ra 1 hydro, riêng thằng N2O không sinh hydro. Được chưa? Cuối cùng bảo toàn bari B 0,12. B phần 0,12 suy ra A luôn. A bằng 0,05 này trừ đi này 0,12 này chia cho 0,5 này âm 0,14. Được chưa? A bằng âm 0,14. B bằng 0,12 C 21,9 trừ đi 23 nhân âm 0,14 trừ đi 137 nhân 0,05 bằng chia 62 0,2946. Thì bấm lại nhá, bấm lại hệ các xem 1323 bằng 137 bằng 62 bằng 21,9 bằng phương trình thứ 2 0,5 bằng 1 bằng 0 bằng 0,05 bằng 0 bằng 1 bằng 0 bằng 0,12 bằng. Đúng rồi. A 0,14, B 0,12. C bằng đấy vậy bấm nhầm 0,14. Số là vẫn được. Nhìn kỹ nhá. Mẹ đây thì bảo toàn nắp đi. Âm 0,14 cộng 0,14 nhân 2 thì bằng 0,14. Vậy suy ra đây thì tìm được tổng số mol OH trừ 0,12 nhân 2 bằng 0,24, 0,24 cộng 0,14. Được chưa? Vậy suy ra bài này thì có OH trừ chia nhôm 3 cộng
0,38 chia 0,1 thì bằng 3,8 lớn hơn 3 nhỏ hơn 4. 3 tương với việc tạo thành ALOH 3 lần, 4 tương với việc tạo thành ALOH 4 lần trừ. Đặt thằng này A, đặt thằng này B, thấy được. A cộng B bằng 0,1. Bảo toàn nhôm đấy, nhôm này 0,1. Bảo toàn OH trừ mình có 3, 4A cộng 3B 0,38. A bằng 0,08, B bằng 0,02. Vậy mình có kết tủa của mình gồm ALOH 3 lần và BAS 4. Wow, đáp án dê. Đây quá. Câu cuối cùng, câu 40. Dung dịch X gồm dung dịch X gồm CuNO3 2 lần 0,02 H2SO4 0,1 khối lượng sắt tối đa, biết NO sản phẩm duy nhất tối đa thì sắt có thể lên sắt dương 2. Được chưa? Thế ở đây thì có này, H cộng cộng với NO3 trừ để tạo thành NO. Thằng này nhận với lại 3E. Số mol H cộng bằng 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Số mol NO3 trừ bằng 0,2 nhân 2 bằng 0,04. Cộng H2O này. Thì thằng này là 2, thằng này là 4 này. 0,2 chia 4 thì bằng 0,05. 0,4 chia 1 là 0,04. Điều này chứng tỏ rằng là NO3 trừ hết. Vậy số mol E trao đổi bằng 0,4 nhân 3 bằng 0,12. Được chưa? H cộng còn dư. Sinh ra NO bằng 0,04. H cộng còn dư bao nhiêu nhỉ? Thằng này phải được 0,4 nhân 4 thì 0,16. Suy ra H cộng còn dư 0,04 tiếp. Vậy H cộng còn dư thì tiếp tục H cộng sẽ cộng với lại 2E tặng H2 0,04 thì đây bằng 0,08. Được chưa? Và cuối cùng mình vẫn còn một thằng nữa. Thằng đồng. Thằng đồng 2 cộng nhận 2E để tạo thành đồng. Đồng 2 cộng bằng 0,02. Vậy thì thằng này bằng 0,04. Vậy thì có tổng E nhường bằng tổng E nhận 0,12 cộng 0,08 cộng 0,04 bằng sắt về sắt dương 2 về chia cho 2 nhân 56 bằng 6,72 gam. Tính nhầm đâu vậy? Đồng 0,02 này thì 0,04 này. H cộng là bằng 0,2 này. NO3 trừ bằng 0,04 này. Trên 1 0,04, 0,2 chia 4 bằng 0,05. 0,4 nhân 4 bằng 0,16. 0,2 chứ 0,16 bằng 0,04. 0,04 dư bằng 0,08. Đúng rồi, 0,12 cộng 0,08 thì bằng 0,20 cộng 0,04 bằng 0,24. 0,24 mà chia cho 2 là sắt lên sắt dương 2 tối đa mà nhân 56 bằng 6,72 gam. Thầy đang nhầm đâu nhỉ? Thầy đang bị nhầm đấy. Đồng đồng 2 cộng nhận 2 này là nhận 2E lại bằng 0,04 này. Sắt 2 cộng này. Thầy có nhân nhầm đâu nhỉ? Sắt 2 cộng nhận 2 này.
Thầy đang kiểm tra lại đấy các em ạ. Xem thầy có nhân nhầm đâu không. Đây là thằng này là trao đổi E0,12 này. Đây các em ạ. H cộng hạ cận 2 E0,4 0,12 cộng 0,04 cộng 0,04 bằng chia 2 nhân 56 5,6 gram. B cả nhà nhá. Full 40 cầu. Gần 11 giờ. Có lẽ hôm nay chúng ta nghỉ tại đây rồi nhỉ. Chào tạm biệt 6 bạn. Hôm nay mình học trâu quá. Bye bye, chào tạm biệt nhà, đi ngủ thôi.